có thế thì này chứ anh tỉnh không vậy? Có hai cục bò nhé nha, không ăn cục bò làm sao biết làm được đấy. Con ăn hết thịt đã. Thịt đâu? Thịt con ăn hết chưa? Khi nào hết thịt thì ăn nữa, còn không hết thịt thì không ăn. Con ăn thịt đâu? Không. Ừ, giỏi, nhưng mà rất nhỏ đi. Thịt ngon mà.